Vâng, xin kính chào các bạn và các bạn đến với một tác phẩm tranh cổ rất đẹp các bạn. Cây xanh rất giá trị. Cây đẹp quá anh nhỉ. Hồn Việt. Của nhà vườn An Mộc Viên. Đây là cây xanh quê các bạn ạ. Một cây xanh quê rất cổ, rất là quý, mịn màng sạch sẽ từ chân bệ đến tay cành các bạn ạ. Dàn bông tay này được chủ nhân tạo tác cũng khá là tỉ mỉ, bài bản, nhìn rất ấm. Trần móng khá đẹp các bạn, ồ mịn, tít tỉ tỉ. Quá đẹp các bạn. Quê nhìn phê nhỉ anh nhỉ. Nên là đẹp. Đấy, cứ bảo là quê không có giá trị nhưng mà quê rất là quý. Dạ. À, em là sách bonsai anh ạ. Sách bonsai. Vâng. Anh nhà em sách gần đây hả? Vâng, bọn em ở Phú Thọ. À, anh trên Phú Thọ. Anh em Phú Thọ chơi mạnh lắm. Khỏe. Vâng. Vững chãi nhỉ? Yeah. Chắc chắn. Chúng ta lại đến một cây xanh quê nữa các bạn. Cây này cũng xanh quê nhưng mà nhìn rất phê các bạn. Hai cây có bài mái rất giống nhau. Cây này phong tàn rất giống cây trước các bạn ạ. Mặc dù thân bệ có khác trước cây trước thế nhưng mà nhìn rất là uy nghi và hùng vĩ. Rất đẹp. Rất đẹp, rất già. Và đây là một cây suối. Rồi quá đẹp. Gặp nhau gần đây thì điện thoại hỏi thăm thôi. Ai người ta nói giá đây. Long đàn phượng vũ, một cây duối rất khổ. Anh là YouTube gì đấy anh? Là, vâng, em sách bonsai anh ơi. Em là kênh sách bonsai. Sách bonsai ạ? Vâng, mời các bác vào đăng ký kênh và xem ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, ok, đăng ký like nhé. Vâng, vâng, ok anh. Một cây duối rất khổ. Anh sách đưa cái hình như lãnh đạo của em lên đây. Ôi giời, tuyệt vời quá, chào anh. Dạ, vâng. Anh đến từ đơn vị nào ạ? Dạ, báo cáo với anh để tham gia triển lãm Thạch Thất này thì đoàn chúng tôi là công ty thương mại quốc tế. Vừa mới đến đây để xem kính chúc cái triển lãm này là luôn luôn thành công, mang lại những cái niềm vui cho những người đam mê yêu cây cảnh nhất trong cả nước. Và chúc đại hội thành công và cuộc triển lãm này là vui vẻ.
đấy, mạnh khỏe này và những điều may mắn nhất để cho đất quê hương Thạch Thất và đất làng nghề của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin cảm ơn anh. Một trong những cây dưới được rất nhiều anh em quan tâm các bạn nhé. Phong tàn bông mái, uyển chuyển, đúng là long đàn phượng vũ. Không những tên của nó là tên anh ạ, tên của tác phẩm. Và chỗ cái phiến đá đằng sau ấy. Thì cây này thì có một hình dáng nó như một con rồng, con phượng. Dạ. Và một đằng đang đánh đàn và một đằng đang múa. Đấy. Long đàn phượng vũ. Lúc nào thì anh phát video. Vâng, em về có thể lay hoặc mai thôi, để chương trình em sẽ đưa lên và anh cứ gõ vào sách bonsai trên YouTube và đẹp quá, toàn những tác phẩm quý. Vâng, và các bạn đến với một tác phẩm xanh Ngũ Phúc, cây sạch quê rất đẹp các bạn, được rất nhiều anh em chiêm ngưỡng và quan tâm. Đẹp quá. Một tác phẩm của anh Tuấn Thanh Chùa. Giả quá, toàn bộ như da cóc hết. Đá và bẹ rất giống nhau các bạn. Một chung một màu da rất đẹp. Rồi nó đã khơi ký sinh. Thần thì đéo phải thần là mong. Xe thì như bao quạt. Đẹp. Về là mày nhìn ạ. Đẹp quá anh em nhỉ. Đá trị. Chấm toát. Cái này cũng gọi là khó nhất triển lãm. Nếu độ tuổi thì thôi rồi nhỉ. Khó có đối thủ. Vì là Lan Biển thì không thể có được. Và quê thì quá đẹp. Quá đẹp. Quá phê. Cây có tuổi. Cái này xanh gì anh thích nhỉ? Quê à? Quê ở đâu? Quê thì mình không nhất thiết phải ở đâu, cơ bản là nó đẹp. Bởi vì quê chúng ta rất nhiều. Có nghìn loài xanh. Cây quê mà nó già, nó hóa thạch như này rồi thì lá rất nhỏ. Đấy. Quê phải là chất lượng. Chê đẹp phải là chất lượng. Nó đẹp. Đã hoàn thiện. Bông răm, tay cảnh. Điền là một cái nét đã bị cô hết rồi. Điền là một nét chơi chung. Điền dễ dàng. Còn cái quê mà lá tạo tác được cái này quê không ở chỗ này. Năm chỉ làm một lần. Quê mà cắt ra các phát này. Rất đẹp các bạn. Quá đẹp, chào anh em. Rất tuyệt vời. Một trong những tác phẩm phải nói là nếu độ tuổi thì khả năng đứng đầu. Nha. Yeah. Chuyển án. Chương trình đến đây có lẽ xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.